Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, sáng nay, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Chiến, trưởng Ban Liên lạc làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Đoàn đã tới thăm, dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ và dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã thông báo khái quát tới các thành viên trong đoàn về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng của tỉnh trong thời gian qua, mục tiêu định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm của những người con Hưng Yên dù xa quê nhưng vẫn một lòng hướng về quê hương, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều đóng góp thiết thực cả về vật chất và tinh thần cùng đảng bộ và nhân dân trong tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.